Hôm nay anh em đi về Bắc Giang ăn lễ làng. Hôm nay là 4 tháng 10 năm 2022 về Hiệp Hòa Bắc Giang ăn lễ làng, thăm nhà mới của Song, nhà mới của bố mẹ Song. Ông là người chơi sinh vật cảnh, rất nhiều cây cảnh đẹp, khuôn viên sân vườn rất là đẹp. Đấy, vậy rồi biết nào được bạn. Và đây là mẹ của Song. Bây giờ anh em đi ra bắt bưởi. Song xít thì đang chọc bưởi, xem cảnh chọc bưởi ở Bắc Giang nó khác ở chỗ khác nhá. Chào các bạn. Úi, được rồi. Đây là cảnh anh em mà đang chọc bưởi. Ui, ê, thì đắng hết bưởi làm gì còn ngon nữa mà bắt. Quê, người quê chỉ tấm lòng ngon quá, chọc thoải mái nhẹ gan. Mọi người biết cảnh chọc bưởi như thế nào. Ngày xưa anh em bớt trộm thì nấu kiểu này thôi, giật nấu cái đinh như thế à, bắt được. Được, không sợ được thế nào.